chủ quán ốc để nhóm người tổ chức tiệc sexy mang tính chất đồi trụy. Công an thành phố Vĩnh Long đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ quán để cho nhóm người mặc hở hang có hành động phản cảm để phục vụ khách mang tính chất đồi trụy. Ngày 18 tháng 2, Công an thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan mời làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà NTKH, 33 tuổi, ngụ tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ quán ốc Baby trên đường Nguyễn Văn Thiệt, khóm 2, phường 3 về vi phạm liên quan đến lĩnh vực văn hóa, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tối 14 tháng 2, chủ quán ốc Baby thuê nhóm người chuyển giới để tổ chức các hoạt động ca hát, khiêu vũ, biểu diễn, mặc trang phục và hành động để phục vụ khách mang tính chất đồi trụy tại cơ sở kinh doanh. Ngoài ra, quán còn mở nhạc, ca hát với âm thanh lớn làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân xung quanh khu vực đến 0 giờ 10 phút ngày 15 tháng 2. Các hoạt động nói trên được một số khách tại quán livestream trực tiếp, quay phim, chia sẻ lên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận và nhân dân. Tại buổi làm việc với cơ quan công an, chủ quán ốc Baby đã thừa nhận hành vi vi phạm. Công an thành phố Vĩnh Long đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà NTKH và tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Đồng thời, căn cứ thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, Công an thành phố Vĩnh Long đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà H theo quy định của pháp luật. Theo người dân, tối ngày 14 tháng 2 tại quán ốc Baby, nhóm người mặc bikini, thậm chí có người mặc như không mặc, treo kéo khách bằng những hành động phản cảm. Ngoài ra, thực khách còn được người cầm micro khuyến khích chạm vào các vùng nhạy cảm của những người mặc bikini. Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long Phan Văn Giàu cho biết, sau khi nắm thông tin, tôi đã yêu cầu thanh tra sở phối hợp với Công an thành phố Vĩnh Long xuống làm việc với chủ quán có liên quan đến vụ việc. Quan điểm của tôi là xử lý tới nơi tới chốn vì nó quá phản cảm, không chấp nhận được.